livestream này nha tí, đừng có giỡn mặt với tao nha. Đục cái lũ mỏ mày á. Tự. Một ngày nó không ghẹo tôi á. Đi lên đằng kia lấy hàng. Mày đi đi nào. Mày bấm. Đục một cái lõ mũng thì giờ. Này nè, nó cũng phải ghẹo em không biết chị em tu rồi mày nói gì á. Có mà Út có lấy đâu. Có 1 triệu chị Xuân mới cho mày. Nó có đục cái lũng mỏ mày giờ.
Trời ơi, tôi một ngày tôi không chửi tụi nó, tụi ăn không ngon, ngủ nguyên cái xe tôi thì tôi vẫn còn chửi. Đừng có gửi bill Dung nha, để Dung vô coi hàng cái ạ. Bộ này 200, hello chị Thảo Diệp, bộ này là 200, như quên rồi, 250 ngàn. À, 5 tiếp sữa rửa mặt, à, 5 tiếp sữa rửa mặt Hàn Quốc sẽ tặng cho 5 chị chia sẻ livestream nhiều. Và còn có 10-15 phút nữa em sẽ coi thử chị nào chia sẻ nhiều ha. Các anh chị đợi em. Một tiếp sữa rửa mặt này các anh chị dùng tới mấy tháng á? Cái này là hàng của Hàn Quốc á. Gì vậy? Rồi vô chia sẻ đi, tiếp sữa rửa mặt phải trao 5 tiếp luôn. 5 tiếp sữa rửa mặt Hàn Quốc nha các anh chị nha. Nhà em không có dùng hàng mà tào lao hàng, giống như hàng chìm tàu giúp vào bán rẻ các anh chị. Lưu ý giúp em nha. Lưu ý giúp em. Ngày hôm nay coi xả hàng đi, hàng gì còn ít nít áo thun. Bộ này 250 này, giơ lại cho các anh chị coi bộ này nè. 250 ngàn bộ này. 250 ngàn bộ này. Các anh chị lưu ý giúp em nha. Bộ này vải đẹp ghê, bộ này vải nâu mà vải bằng vải gì á, co giãn mà nó đẹp lắm mấy chị. À, sữa rửa mặt xài ok lắm nha mấy chế. Hello chị Kim Thoa Trần. Hello chị. Rồi bộ này đưa ra biết luôn ra chụp hình này. Bộ này là 250 ngàn nha. Nè điện thoại nè. 250 ngàn. Rồi lên tiếp bộ đỏ cho các anh chị. Lên tiếp bộ đỏ cho các anh chị nha. Chưa biết mẫu đỏ là cái gì luôn. Em chưa biết mẫu đỏ là gì luôn. Mẫu đỏ có dây cột. Một là cột bích thủy. Đâu không thấy bích thủy một bộ. Đừng bán hàng giả như Lê Dương Bảo Lâm bị phạt 90 củ. Nó có tiền để đóng phạt mà chị. Có tiền để đóng phạt mà vợ xeo. Đây là bộ đỏ nè. Không, bộ đó vải đẹp lắm Thủy. Đây là bộ đỏ. Tay con rất là đẹp nha. Tay con mà đắp chéo nè ha. Bộ này là tay con đắp chéo. Bộ này. Bộ này là 250 ngàn luôn. Tay con đắp chéo nha các anh chị nha. Bộ đỏ. Một bộ đen mới cầm. Bỏ qua rồi. Nó nâu á. Nó nâu đậm á chứ không phải là đen. Bộ đây cũng quần dài. Chị nào chốt bộ đỏ quần dài. Các anh chị lưu ý giùm em quần dài. À, các anh chị lưu ý quần giùm em là quần dài ống hơi bắt. Chứ không phải là quần dài ống nhỏ nha. Bộ đỏ cũng 250 ngàn. Chị nào chốt bộ đỏ chốt lên giúp giùm em bộ đỏ. Hello chị Hảo Trần. Chốt lên giúp giùm em bộ đỏ ha. Bộ đỏ. Ông bộ đỏ tay áo đẹp lắm. Tay áo với form áo rất là đẹp. Tay áo với form áo rất là đẹp đây các anh chị. À, rồi chốt giùm em bộ đỏ. Nè hai cái dây nó cũng khác nè. Hai cái dây nó cũng khác nè các anh chị. Rồi chốt giúp giùm em bộ đỏ nha. Bộ đỏ kèm số ký. Chị nào chốt bộ đỏ kèm số ký, chốt giùm em bộ đỏ kèm số ký. Chụp luôn. Bộ đỏ kèm số ký nha quý vị nha. Áo nhúng, đưa cái bao áo nhúng ngày hôm qua vô giùm cái. Ủa sao cái bịch nào nó cũng cục bút hết vậy ta. Đưa ra cho tí ghi bộ đỏ 250 ngàn. Ghi giùm bộ nâu, bộ đỏ quần dài 250 ngàn. Ghi giá cho thôi còn hè để im đó. Áo nhúng ở đây. Hello chị Kim Trinh. Gì vậy? Gì vậy? Thôi. 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 Mấy chị ơi. Em nói mấy chị nghe cái bộ này nó độc đáo lắm. Một là các chị có thể đeo cái dây nè. Hai, nhưng mà hai cái tay nó rớt hai bên gì nè mấy chị. Cái bộ này nếu có hình các chị sẽ tưởng tượng được. Còn không có hình các chị sẽ không tưởng tượng được ha. Đây. Bộ này. À, bộ này là bộ model nha. Bộ này các chị đi tìm được. Bộ này là 280 ngàn. 280 ngàn bộ đây mấy chị coi giùm em cái quần. Rất là hay nha. Quần đen ống bát. Có mang theo form quần tay ha. Quần đen dài ống bát. Bộ này 280 nè. Bộ đỏ bao nhiêu? Rồi bây giờ bộ đen áo trắng rớt vai.
Ghi tao đọc một lần thôi nha, không phải tao like hỏi lại đi. Bộ đen áo trắng rớt vai nè các anh chị. Bộ đen áo trắng rớt vai ha. À, kèm với số ký. Kèm với số ký giúp em dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Cái này là các anh chị biết giờ là giống như là nào, cái chỗ mà để cái ngực á, nó lòi dùng như thế này nè. Bộ này là bộ rớt vai. Bộ này hình đẹp lắm các anh chị. Bộ này hình đẹp dê kêu luôn. 280.000 bộ này ha. Mày đi vô khác là tao live stream tao đá hai giái bay lên trụ điện á. 280.000 bộ trắng ha. Bộ quần anh kể tiền giùm em cái ha. À, 64 200 rồi 240, đúng không ta? Đúng rồi, 240. Cho em mượn 240 đi lại. Sáng mượn mua dánh đường vào ăn thì cũng nấu cơm đó phải hả? Ê nói lại nha. Mượn chở đàng hoàng, mặc mang dây áo lên lỗ tai luôn hả? Sống bao nhiêu năm mới thấy mẫu này hơi trời, giống quỷ ghê tâm quý liên. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Rớt vai 280 của chị Kelly Nguyễn size L. Bộ này tí xíu nữa các anh chị thấy hình là các anh chị mê mẩn luôn. Size L của chị Kelly Nguyễn 280. Quần dài ống bát nha. Quần dài ống bát nha mấy chá. Này, quần dài ống bát rất là đẹp. Rồi, xếp bộ này lại 280.000. Không, cái này có hình này. À, chụp bộ nâu với bộ đỏ thôi. Cái này có hình này. Có gì mà đó đem hoa đem vô từ 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 khúc này nha. Xé cái giấy cũ ra đây đi. Ờ, dán trong cũng được. Ngồi buồn căng móng chân, cắn xong rồi lại cắn móng tay. Hồi nãy bỏ cái bao bộ sơ mi size L vô chưa vậy? À, từ nha. Để xong cái bao hàng áo nhúng rồi bắt đầu đưa từng hàng vô hết ha. Cái nào còn ít thì xả hết luôn. Rồi, lên cho mấy chị mẫu áo không? Ủa, một đống áo rồi. Ủa, bỏ vô bịch hết rồi hả? Rồi. Lên cho mấy chị mẫu lên cho mấy chị mẫu áo nhúng nha. Những cái bill nào mà còn ít quá thì em sẽ những bill mà còn ít quá thì em sẽ sale cho các anh chị. 4 hộp à. Mấy này ăn giảm cân nha mấy chị. Ăn mấy cái này không có mập đâu thiệt á. Nó chỉ béo thôi. Bán bộ đồ ăn mẹ họ tộc clip là clip. Hết lời mẹ. Lên áo nhúng 150.000. Mà em nói mấy chị ha, thiệt luôn, nó đẹp tàn canh giá lại. Mấy chị có cái tay áo không, nó cũng đẹp nè. Mấy chị có cái vải nè. Cưng lắm. Nhưng mà con này chỉ dưới 72kg thôi nha. Con này dưới 72kg. Mà còn đúng một con hồng thôi mấy chị. Còn đúng một con hồng thôi ha. Rồi hồng 72kg. Con một chỉ lên ký thôi. Chị đừng có nhắc từ lên ký. Có gì em đâu bao giờ có cái định nghĩa mà nó xuống ký đâu chị. Rồi lên giúp giùm em hoa cúc nha. Lên giúp giùm em hoa cúc. Hoa cúc nha mấy chị đẹp ha. Cái form áo cũng đẹp mà lụa cũng đẹp. Hello Vũ Thanh Ngô. À, hello chị đẹp gái đó. Trời thôi, tao không có biết Vũ Thanh Ngô là ai mà nghe đẹp gái cái trời nó mừng muốn chết luôn. Hoa cúc nè, áo nhúng nè các anh chị. Chốt giùm em hoa cúc đen ha. Chốt giùm em hoa cúc đen các anh chị. Hoa cúc đen. Rồi lên tiếp giùm cho em là áo nhúng xanh nha. Áo nhúng xanh. Trời ơi mấy chị đâu rồi, vô mua đồ giùm em chứ mai em không có tiền ăn cơm luôn á mấy chị. Chốt giùm em áo nhúng hoa xanh. Áo nhúng xanh ha, dễ thương. Áo nhúng xanh 150.000. Áo nhúng xanh. Mới đây quên tên rồi. Quên tên thiệt. Rồi chốt giùm em xích trắng. Xích trắng nha mấy chị nha. Xích trắng. Ngô Vũ, Ngô Khanh Vũ. Vũ nào đây ta? Chốt giùm em xích trắng quý vị ơi. Con này xích trắng mà mấy chị có cái quần dài
bài mấy chị mặc kèm với cái thằng này hoặc là trưng váy quần. Trời ơi em nói mấy chị mê mẩn lắm nha. Thiệt mê lắm. Rồi mấy chị ơi, mấy chị ơi, chỉ một đêm duy nhất bữa nay bán, mai nghỉ mốt đi làm đĩa rồi. Không có tiền ăn cơm, chỉ có tiền ăn bán không. Thôi cũng đi. Chị Liên Bảo hồi bữa để cho chị rồi, cái này hết size chị rồi. Hồi bữa để cho chị xong rồi, hết size chị rồi nha. Áo nhúng chị đừng đặt nữa. Em lấy 1 triệu của chị, em lấy 1 triệu của chị Liên Bảo là em à, em Hùng Phước không? Mua gạo cho mấy cụ về neo đơn mà mùa này không có tiền đi chợ nấu cơm. Em của chế 2 này là ai? Em của chế 2 là ai vậy? Em của chế 2 là ai? Thôi rồi chẳng ơi. Em của chế 2 nè, Thúy An. Chưa biết luôn. Mày có thể nói gõ giùm tao được không? Chứ tao bị rấu não luôn á. Cái đây là hoa, hoa đỏ ha. Đây là hoa đỏ. Rồi chị nào chốt cái hoa gì thì chị nào chốt cái hoa đó lên giùm em nha. Hoa đỏ. Vậy đó, còn nhiêu đó đó. Còn nhiêu đó đó mấy má. Em của chế 2 tí. À nhớ rồi. Nhớ rồi. Thằng em trong lúc của tôi, thằng nhóc ở dưới Cà Mau mà một thằng cao đẹp trai thường làm trà đá cho anh uống đúng không? Rồi còn thằng còn lại thằng trục trục. Nhớ rồi chứ, nhớ rồi. Nhớ rồi, Cà Mau, Cà Mau. Thôi tặng 5 tiếp sữa rửa mặt đi. 5 tiếp sữa rửa mặt nha. Tặng cho 5 chị mà có chia sẻ, có chia sẻ nhiều. Chị nào chia sẻ nhiều kiểm tra. Chị nào chia sẻ nhiều em sẽ tặng sữa rửa mặt ha. Còn có bill hay không có bill thì từ từ mình tính sau. Không có bill thì chịu ship 30.000 vậy thôi ha. Tặng 5 ship sữa cho 5 chế mà chia sẻ nhiều nè. Giờ em bắt đầu em kiểm tra này mấy chế ơi. Em kiểm tra này nha. Em kiểm tra nè ha. Ai đã từng đi qua sông. Trời ơi mấy chị ơi, chắc mai em phải lai sáng lai trưa lai chiều lai tối chứ. Chắc mai sáng em ngủ dậy sớm thiệt, sớm 11 giờ em lai quá. Ai cưu vậy? Chắc em phải mở, em nu gì môi trường quá. Em nu gì môi trường quá. Rồi, các chị nào giờ em kiểm tra em được nhiều quá. Rồi các anh chị nào sống nghe, giờ đó không dậy mà biểu 5-6 giờ sáng ngủ rồi. Rồi giờ bây giờ thì giờ em ra chơi vậy nè. Rồi các anh chị nào có chia sẻ livestream comment lên. Comment lên nhanh nhất à, comment lên nhanh nhất thì bắt đầu em sẽ tặng nha. Rồi đã chia sẻ, đã chia sẻ tặng quần xì nhà bảy rụng. Rồi chốt lên giùm em nha. Đã chia sẻ tặng quần xì nhà bảy rụng được tặng sữa rửa mặt miễn phí. Đã chia sẻ tặng quần xì nhà bảy rụng, chốt lên giùm em nha, chốt lên giùm em. Đã chia sẻ tặng quần xì nhà bảy rụng thì em sẽ tặng cho 5 chị đầu tiên 5 tiết sữa rửa mặt. Đã chia sẻ tặng quần xì nhà bảy rụng, ghi hết câu giúp em. Chị nào ghi trước sẽ có trước ha. Aero Phạm nè, đó Aero Phạm nè, Bích Thủy nè, Văn Thảo Nguyễn nè. Văn Thảo Nguyễn để chút kiếm cái quần cho Văn Thảo Nguyễn nè. Đã chia Văn Thảo Nguyễn nè. Văn Thảo Nguyễn nè. Ủa mà hà mấy người rồi? Văn Thảo Nguyễn. Ai? À, đâu rồi? Bích Thủy. Ê đâu Phạm, Văn Thảo Nguyễn. Cái ông sao trời. Trần Nhật Mỹ nè. Trần Nhật Mỹ nè. Bùi Thị Ngọc Trinh nè, đó. Trần Nhật Mỹ nè. Bùi Thị Ngọc Trinh nè, đó. Đó. Rồi, hết nha các anh chị. Hết. Cho em coi áo nhúng xanh là hồng của Trần Ngọc Linh. Dạ, ok chế. Hai cái màu chế lựa là đẹp nhất luôn á. Đó. Dạ,
em nhìn bên comment của em á chị, bên em không có thấy comment của chị nha, chị Ngọc Nhung Lê. Bên em không có thấy comment của chị nha. Bích Thủy rồi tới không có thấy comment nha. Không thấy comment. Không thấy comment mấy chị bên này. Cái gì? Em dọn hết đi. Áo xanh rồi chế ơi. Áo xanh. Áo xanh. Nay em rảnh mà mấy chị, nay em rảnh dữ lắm. Áo xanh này ha. Lấy cái bộ mà quần dài mà tay ren vô đây. Bộ bộ quần dài tay ren, phối phối tay ren vô đây. Rồi áo xanh nè chế. Áo xanh. Cái này áo hồng nè. Chắc nó ẩm comment rồi, ẩm comment rồi. Bữa nay không học bài sao vô đây vậy? À, đâu có đi học đâu đúng không? Đâu đi học đâu đúng không? Đây. Đây. Đây ha. Áo này là áo nhúng xanh, áo này không phải đẹp không mấy chị. Áo này là áo nhúng xanh, áo này là áo nhúng hồng ha. Mấy con này là 150.000 một cái nha các chị. Má tặng sữa rửa mặt mà bắt tặng quần, tặng quần xì hài nè. Bộ quần dài phối ren của chị Phúc Chi nè. Rồi, quần dài phối ren. À, nghĩ rồi chị. Quần dài phối ren, quần dài phối ren sao chán, ai ai làm gì đâu chán. Quần dài phối ren nha, quần này ống nhỏ ha. Quần này ống nhỏ nhưng mà quần này cái tay đẹp lắm các chị ơi. Cái tay nó lạ lắm các chị thấy vậy chứ mặc lên cái form nó đẹp bà cố nội luôn. Rồi lấy cho một bò bộ size L cho Phúc Chi em. Quần dạ nè các chị, cái form áo của nó nè. Cái form áo ha, cái tay bên đây khi các chị mặc nó sẽ như thế này nè ha. Đây, đây nha các chị. À, Nguyên không kịp luôn. Sao mà lanh bằng mấy cô ở đây được Vũ Khánh Ngô. Rồi chốt giùm em, chốt giúp giùm em ha. Chốt giúp giùm em là quần dài, bộ đen dài phối ren. Bộ đen dài phối ren 250.000. 250.000 bộ đen dài phối ren. Rồi đưa tiếp hàng vô. Đưa tiếp hàng vô. Đẩy hàng này xuống này dưới ơi. Bé Lùng đứng vậy con. Bé Lùng xuống này dưới ngồi. Để kéo hàng xuống dưới còn tí đưa hàng qua đây để like. Bỏ hết áo thun vô đi đi. Bỏ hết áo áo nhúng vô. Bé Lùng xuống dưới. Rồi tí đưa hàng vô. Con đường của em đi người ta kéo dây chị bình thường em hết đi. Rồi lên tiếp tục áo sơ mi cho mấy chị 250.000 ha. Áo sơ mi 250.000. Áo sơ mi 250.000. Cái này mà ở trong mấy chị mặc mới lại một cái quần giấu quần ha. Áo rất tay nè các chị. Áo eo vì rất tay. Áo vì rất tay nha. Ở giữa bụng có một cái cọng dây nịt rất là đẹp. Áo này 250.000. Đây là ở giữa bụng. Ở giữa bụng các chị nè. Nha. Đây 70kg vừa chị. Vừa thì em lấy màu hồng. Ủa chị Trần Ngọc Linh hồi giờ mua đồ bên em chưa ta? Còn cái màu hồng đúng không? Chị Trần Ngọc Linh hồi giờ mua hàng bên em chưa? Bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Nếu chị ok thì chị bấm lên giùm em chốt. Bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận ha. Áo này nói form 70kg nhưng em 89kg em mặc vẫn vừa. Nếu chị ok thì chị bấm lên em giùm chốt. Cách đây 3 bữa có một cái con người ta gọi là cánh bướm mong manh, con tuyết tuyết nguyễn. Để vô đây ta nói lại, nó tới nó lui lại là không cho kiểm tra hàng rồi. Đợi tới hàng đi. Hả? Nó mua một view ở trước rồi. À chị Trần Ngọc Linh, nếu ok thì bấm nhìn lên giùm em từ chốt. Còn nếu không ok thì bấm nói là chị không lấy. Vậy đi, cho nó gọn mấy chị. Bên em không cho kiểm tra hàng. Cho kiểm tra hàng 40 quần rin, lấy 2 quần rin. Chôm 2 quần rin em lót dúi 2 cái nùi dẻ vô. Cuối cùng em mắc kể chị lẫn trà kéo xuống. Hả? Rồi lên tiếp tục nha các anh chị. Lên tiếp tục zoom. Zoom này 240.000. Lên tiếp tục cho các chị. Zoom 240.000. Bé Lùng vô coi hồi trưa có ai mà đang hỏi, có ai mà comment trong bài con vô mấy con ơi. Hồi trưa ai comment trên bài trong cái bộ xích trắng là hỏi có bộ xích đen không á. Con kiểm tra giùm chị nha. Họ comment vô cái chỗ mà đăng xích trắng á, họ hỏi còn bộ xích đen không. Cô nhắn tin cho cô đó rồi. Nè, cô đó, cái nick của cô đó nè. Tân Nhật. Con hỏi cô Tân Nhật có lấy bộ xích đen không, mà gửi hình bộ xích đen. À dạ ok, chốt mai xung thưởng quận 6.
Rồi cho chụp mình nhắn tin với Mai Trung Thượng, Trần Ngọc Linh cái rồi xóa cái tin nhắn của Trần Ngọc Linh này, chứ không bị lừa đảo đó. Không, chị ở thành phố thì có gì hàng chật hàng rộng thì cứ báo em nha chị. Trần Ngọc Linh ok, con nhắn tin cho cô đây. Là nhắn tin của Trần Ngọc Linh hả? Rồi con hỏi cô Tâm Nhật, coi cô Tâm Nhật có lấy bộ xích đen không? Rồi con này là Dâm nha, chung với Ken Trinh hả? Vậy thôi gửi cho chị Ken Trinh nha, chị Trần Ngọc Linh. Em gửi cho chế Ken Trinh ha. Thôi vậy thôi gửi Trần Ngọc Nhật lên Ngọc Linh riêng em, phải gửi Ken Trinh đi. Bạn chị Ken Trinh là biết rồi. Rồi đây là con Dâm nè mấy chị, đây là con Dâm. Con Dâm này vải lụa nha, vải đẹp ha. Con Dâm này vải lụa, con này 240.000. Ở giữa có chung ngay bụng cho nên các anh chị, rồi ép của em, các anh chị đừng có sợ bị chật ha. Đây, các anh chị đừng sợ bị chật ha. Rồi chị nào chốt con Dâm thì chốt lên giùm em. Con Dâm này em nói mấy chị mặt trắng như bông bự, như bông thủ địch vậy các chị. Thiệt. Con Dâm này các anh chị mặc vô trắng như bông bự, trắng như bông thủ địch luôn. Cái áo nhúng này về rất là dễ mặc đồ luôn á. Rồi chị nào chốt Dâm, chốt lên giúp giùm em Dâm nha. Tới đưa cái bao Dâm này ở trước, có chỗ nào sắp lên thì sắp cho cái bao Dâm lên nè. Sắp Dâm lên. Rồi lên tiếp cho các anh chị là bộ xích trắng. Bộ xích trắng là 280.000. Sắp cho đẹp đẽ nha. Bộ xích trắng 280.000. Xích trắng các anh chị ơi. Xích trắng nha. Chị nào chốt xích trắng thì chốt lên giúp giùm em xích trắng ha. Xích trắng tay nè ha, đẹp. Quần may theo mẫu phong quần tay. Đưa cái bao này xuống, 150 xuống luôn rồi. Đưa cái bao này nè. Rồi theo phong quần tay nha các chị. Theo phong quần tay. Nhưng mà nó là quần lửng ha. Nó là quần lửng nè, phong quần tay nè. Ở sau có lưng chung, các chị đừng sợ chật ha. Rồi chốt lên giúp giùm em. Chốt lên giúp giùm em là bộ xích trắng. Xếp lại nè. Bộ xích trắng 280.000 xích trắng. Em có size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg xích trắng. Chị nào chốt xích trắng thì chốt lên giúp giùm em xích trắng nha. Rồi lên cho các anh chị đầm tầm. Xích trắng của Võ Phúc size L. Lỡ bộ con đang xếp luôn á luôn. Đưa đây bia, đưa đây cho bia. Ủa bữa giờ chị Võ Phúc chưa lấy bộ này mặc sang. Rồi lên tiếp cho các chị nè, 280.000. Lên tiếp cho các chị đầm tầng ha. Đầm tầng vải beo. Đầm tầng vải beo. Các anh chị thấy rõ không? Con này mặc rất là gọn nha. Con này mà chị nào bụng bự, bụng bia, bụng bầu à, mới bông bự, cái que đó thủy địch. Ừ thì đẹp như bông bự, bông thủy địch dễ chị. Rồi chị nào chốt cái đầm beo này, chốt giúp giùm em đầm tầng 280.000. Chị Kim Trinh hút con này nè. Con này mặc gọn quá trời. Tay cũng đẹp. Đây không đọc lệnh, đọc lệnh cho cái lệnh đỏ liền nha chị. Dạo này em thấy cái nhóm của chị nó lộn xộn nhất luôn á thiệt á. Dạo này cái nhóm thật riết lên, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Kéo xuống con. Rồi vô tiếp cho các anh chị. Bộ bi. Bộ bi quần ống rộng nha. Bộ bi quần ống rộng. Bộ bi quần ống rộng 250.000. 250.000 bộ bi quần ống rộng. Cái gì còn ý đến ngoài đó đưa hết vô đi. Bộ xích lên chút nữa xả nha. Thiệt cái chứ bộ. Mạnh mẽ lên. Bộ này là bộ quần ống rộng nha các anh chị. Bộ này là 250.000. Bộ này quần ống rộng 250.000. Chị nào chốt bộ này 250.000, chốt lên giúp giùm em nha. 250.000 bộ này. Hai các chị ha, 250.000. Lưu ý giúp em nha. Nhất là anh Hận á, phải mạnh mẽ lên. Phải riết hệ thống lại. Đây. Đây là bộ bi. Chị nào chốt bộ bi quần ống rộng, chốt giùm em 250.000. Xếp lại bảo nhà dưới con. 250.000. Ai chưa chốt 250.000 thì chốt lên giúp giùm em 250.000 nha. Bộ bi chân váy quần. Rồi bộ bi chân váy quần. Bộ này 220.000. Bộ này các anh chị khỏi mặc áo vú cũng được. Bộ này khỏi mặc áo vú cũng được nha các anh chị. Dễ mò, dễ hốt chứ không dễ trơn á. 220.000. Ở trước nó có cái tầng nè các anh chị thấy không. Cho nên khi mặc lên nó không có ló hai cái hụt ốc của mấy chị đâu. Bộ này 220.000 kèm chân váy quần. Bộ này kèm chân váy quần 220.000 nha quý vị. 220.000 nhưng mà chân váy quần nha. Vải thun hả chị, là mẫu nào chá nhau rồi. Chưa lấy quần váy được. Tại chị biết sao, nó đang bị dịch. Nó đang dịch cho nên không có đi ra khỏi Gò Vấp được.
Chị đợi hết dịch rồi em lấy cho chị mặc nha. Chị hỏi cái bộ nào chị? Chị muốn hỏi cái bộ nào thì chị báo lên giùm em. Bộ bi là quần vải, quần không phải vải thun nha, vải lụa chị, nhưng mà may trừ heo rồi, nó có bo bo bụng để may trừ heo rồi. Rồi đây, em còn 3 bộ xếp ly đen 220 đúng không? 3 bộ xếp ly đen nè. Chị nào coi như trúng là trúng bánh, là bộ này thủy cũng được. Rồi em còn 3 bộ xếp ly đen. Một bộ dưới 75 kg, à, 2 bộ dưới 75 kg và 2 bộ dưới 95 kg. Rồi xả mẹ luôn đi, xả mẹ cho mấy chị 160.000. Bộ này đẹp lắm, 160.000. Bộ xếp ly đen 160.000, xếp ly đen. Chị nào chốt xếp ly đen chốt giùm em 160.000 xếp ly đen. Dưới 75 kg một size và dưới 95 kg một size xếp ly đen. Còn 4 bộ hả, báo mẹ cho mấy chị 150 luôn đi. Rồi 150.000 quẹo lựa, 150.000 quẹo lựa nha. Cát tường một bộ nè. Rồi cát tường 150.000, 150.000 quẹo lựa nè. Hồng ngọc 150 đi. Hồng ngọc 150.000 nè, quẹo lựa của hồng ngọc nè. Rồi BB một bộ nè, size lớn của BB nè. Rồi ai nữa không? Bộ này thì dung hơi rộng. Đưa hồng ngọc ra cho một tí xếp. Bi bi, nó ngồi nói chuyện với lò mà con bi mà nó sợ dịch, nó ngồi đeo kính trắng nó quyến nè. Cái này 2 ít thôi chị, cái này chị Hương Chương vừa nè, cái này Thùy Dung rộng, cái này Hương Chương vừa chín mấy ký cũng vừa. Hương Chương 150.000 cho nó hết hàng. Dạ bộ lụa quần đùi hết rồi chế quân nguyên phạm. Bộ lụa quần đùi, bộ này 200. Bộ này 240 nè, bộ này em mặc đẹp bà cố luôn. Em nói thiệt, bộ này em mặc đẹp bà cố luôn á mấy chị, chứ không phải đẹp đẹp dừa đâu nha. Bộ này em mặc đẹp kinh dị luôn. Bộ này em mặc hơi bị đỉnh. Không, nói nhỏ nhỏ với mấy chị thôi, bộ này là em mặc hơi bị đỉnh luôn. Hơi bị đỉnh là hơi bị đẹp. Nguyên Phạm đâu có gì đâu. Bộ này là bộ áo yếm nè mấy chị. Bộ này là bộ áo yếm nè ha. Bộ này là bộ áo yếm. Áo yếm form chữ A ha. Ở ngay chỗ bụng nó có cái chỗ cột dây nè nha. Kèm với lại cái quần đùi nè. Kèm với lại chân váy quần nè mấy chị ha. Ở trong nó là chân váy quần. Rất là dễ thương mấy chị. Rồi chốt giùm em bộ xanh ngọc kèm số ký. Xanh ngọc kèm số ký. Số ký kèm xanh ngọc và xanh ngọc kèm số ký. Và số ký kèm xanh ngọc nha. Bộ này 240.000 xanh ngọc kèm số ký. Còn lại con số ký. Số ký kèm xanh ngọc. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị nha. Cắt hết ở dưới đó một chút nữa tí bưng lên con. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị. Bộ này giá nhiêu? Bộ này nghe đồn giang hồ bán 300.000 á mấy chị. Bộ này là bộ sơ mi nha. Không biết chị, không biết chị Võ Phúc lấy bộ này. Bộ này mà dìa mang với đôi giày rọ, ngày mai chốt 4 lô đó. Bộ áo sơ mi lụa mà cái lụa này nó mềm lắm mấy chị coi nè ha. Sơ mi đen. Chị Hương Thùy đừng có bấm thả tim nữa. Sơ mi đen nè. Kèm với lại quần nè. Dễ thương không mấy chị? Kèm với quần đùi, nhưng mà quần đùi form dài nha. Quần đùi này form dài mà may theo form quần tây rất là đẹp ha. Rồi chị nào chốt bộ áo đen quần bò chốt lên giùm em. Áo đen quần bò ba sĩ. Ba sĩ áo đen quần bò ba sĩ. Ba sĩ áo đen quần bò, quần lò áo hoặc quần bò áo đen. Đúng rồi, ba sĩ. Quần bò áo đen ba sĩ. Một đưa xích xích xuống, còn một đống hàng nữa mà con. Rồi lên tiếp mấy chị ơi. Lên tiếp, lên cho mấy chị bộ xích đen. Bộ xích đen thì 320, lấy bộ sơ mi con. Lấy bộ sơ mi size L cho chị Võ Phúc. Hỏi bán chị Võ Phúc nhiều chứ bữa nay thấy chốt 4 lô đất luôn á. Em thấy chứ không phải em không thấy đâu. Bán đất mà còn đắt hơn em bán quần áo nữa. Chịu nổi luôn á. Rồi bộ sơ mi áo đen của Võ Phúc. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị bộ sơ mi 320.000 nha. Sơ mi lên đây gọi là sơ mi xích đen 320.000. Hôm nay còn phân đẹp không? Đây mấy chị, xích đen 320.000. Chị nào chốt 320.000 chốt lên giúp giùm em xích đen. Cái này là quần may theo form quần tây, nhưng mà quần lưỡng. Cái này mấy chị mang một cái đôi phân đanh mà còn cỡ 3 phân mà có cái dây ngang ở trước á. Em nói mấy chị đỉnh lắm. Đỉnh cực kỳ. Rồi chốt giùm bộ xích đen 320.000. Chỉ một đêm duy nhất 320.000 xích đen. Xích đen 320.000 xích đen quý vị ơi. Xích đen quý vị ơi. Xích đen size L của Võ Phúc luôn.
mấy chị chịu khó nhìn để tại ảnh ảnh không ăn em chứ bình thường em đẹp lắm quý vị ơi. Ủa mày cười gì vậy? Nói cái câu nói của Phương Hằng nói gì tí cho con hả? Dĩ vãng dơ giấy dễ gì dấu diếm, dĩ vãng dơ giấy dễ gì dấu diếm hả? Nói hồi lèo dữ luôn, con tôi nó đu trên dễ sợ. Ai gọi điện vui vậy? Alo bé. Chờ em chút. Tin nhắn mà. Chị không ơi, thịt trộn mắm chị để mười mấy ngày ở ngoài nó cũng không sao hết. Chị em lấy cái hũ thịt của em đưa cho chị á. Còn mấy kia ăn đi. Chỉ có kem chuối bỏ tủ đông thôi. Cải chua thì ngày mai bỏ tủ mát. Chờ em coi rồi có thông báo gì không. Đang bán tới gì rồi mấy chị. Rồi lên cho mấy chị bộ nhúng. Lên cho mấy chị bộ nhúng Home Food. Cái bộ này nè bà chị khách của em á, bà chị Dung Trần á, giơ mấy cái hộp sòn đang đeo lên xe các quý vị coi luôn yên. Tao có cái hai cái hộp kia mà bự quá tao cắt luôn rồi thấy. Hai hộp của tao tròn bằng trứng đà điểu luôn á, tao cắt rồi. Thiệt hai hộp sòn của bả đâu chi nhê đâu thủy. Hai cái hộp của tao nhìn mém xỉu luôn. Người ta 50 cà rá cho tao có 100 cà rá hai bên con đều luôn á thiệt. Hai cục đó vị chi mà tao nói mấy tỷ á, mấy chục tỷ á. Bộ này hồi bữa chị Dung Trần hỏi nè mà không có màu khác, có đúng một màu thôi. Bộ hoa cúc là các anh chị coi giúp em, bộ này dễ thương lắm. Ở đây là chân váy quần mà phơm xè ha, ở sau lưng có lưng thun ha. Áo nhúng đẹp lắm chứ. Áo nhúng rất là đẹp nha các anh chị. Các anh chị đã mặc bộ này lên thì em nói mấy chị dễ thương lắm. Thiệt hai bộ đó mấy chục tỷ đó, cái chép giỡn hoài. Ai trẻ 5 tỷ không bán, trẻ 5 tỷ mốt bán luôn, thẻo bán luôn. Mà đưa giờ đây mà chẳng lẽ giờ trên live stream mà đưa hai cục ở đây gớm chết. Ở nhà em sơ sơ cũng có nhiều cục lắm, nhưng mấy chục cục á. Ở nhà em từ lầu 3 xuống đây nhiều cục lắm. Có cục trăng sáng, có cục trăng mờ, có cục lão liệm, có cục tám mấy tuổi. Có cái cục chồng em thì không khỏi nói các anh chị. Nó nhiều lắm. Nó đủ tầng lớp và đủ lứa tuổi đó. Hột sòn nó cũng có 5 nha mấy chị. Hột sòn nó cũng có 5. Ghê. Bộ nhúng của Tuấn Quỳnh. Thiệt hột sòn nó cũng có 5 đấy bà nội. Mấy anh chị mà muốn hột sòn mà nó bóng 7, mà ta nói nó tu luyện ngàn năm là kiếm hột sòn tám mấy năm. Đó. Tuấn Quỳnh nhiêu? Tuấn Quỳnh 240. Ủa chị Tuấn Quỳnh sao nãy chị không lấy cái bộ xích đen mà sơ mi á chị. Xích đen quần sơ mi hôm nay về mấy cái bộ quần dài đẹp lắm. Chị Tuấn Quỳnh có muốn coi không? Đợi em tí xíu. Đây là cái bao hàng Quảng Châu nè. Bộ này 200. Thiệt càng hình như làm như càng để lâu năm mới càng bóng hay sao? Trời ơi thiệt. Rồi lên cho mấy chị bộ này. Bộ này thì nó là hàng Quảng Châu cho nên nó free size nha mấy chị. Đây nó free size ha. Đây mấy chị quần dài luôn. Dạo này em bị trong quần dài nhặt hay sao? Hột sòn rụng cháu auto bóng thì đó vậy đó. Đây nè, chở gì bà cũng biết hết bà cái chép. Bộ này 65-88kg nè ha. Ở sau lưng có lưng nhúng cho nên thật sự là nó rất là rộng nha mấy chị. Nè, nó rộng hơn người em luôn. Thật sự là 90kg vẫn vừa ha. Chốt giùm em bộ 200.000. Chốt trước giùm em bộ 200.000. Đây là cái gì? Rồi. Bộ này là cái gì á? Rồi xả cho mấy chị bộ beo đi. Hôm nay xả cho mấy chị bộ beo nha. Bộ beo. Trời ơi em nói mấy chị ha. Cái bộ beo này vải nó mát lắm. Vải nó giống như là thun la dông á mấy chị. Vải mát lắm thì hôm nay em xả cho mấy chị bộ beo. Nãy chị Tú Quỳnh vô có thấy mấy cái bộ công sở. Ô. Tí ơi ba cái bao hàng mới về con lấy vô đây vậy. Con đừng có lấy cái bao mà xếp qua áo trắng. Xếp áo trắng để gì đăng hình. Ừ. Rồi lấy hai cái bao, hai xếp size L vô đây.
này em ạ. Hay chưa? Ăn bơ rồi. Bảy ăn bơ rồi bảy. Anh không mệt đâu luôn. Ăn bơ đi. Rồi đây nè. Rồi xả bộ này cho mấy chị 140 nha. Xả cho mấy chị bộ này 140. Trời ơi, bộ này mấy chị mặc lên nó sung sướng cuộc đời lắm mấy má ơi. Chốt giùm em bộ beo. Chờ chú em đưa lại cho chị nha. Đưa ra gì? Cái bộ xích trắng với bộ xích đen với lại đưa bộ xích trắng với bộ xích đen lên mấy lùng. Rồi, xả cho mấy chị bộ beo xả cho mấy chị bộ beo mặt nhà vải phun lay dòng đã lắm. Bộ beo mặt nhà kèm số ký xả 140. Xả 140.000. 140.000, 140.000. Chị nào chốt beo kèm số ký lên giúp em. Beo kèm số ký. Số ký kèm beo. Beo kèm số ký. Số ký kèm beo. Còn mấy bộ á. Nhưng mà còn có hai size thôi, để coi size gì. Còn size L là dưới 7 mấy ký nè. Và size XL còn đúng hai size. Chị nào chốt beo 140 chốt giúp giùm em beo 140. Còn mấy chị còn coi live stream không mấy chị? Còn coi live stream không mà sao xả hàng mấy chị em ru em biết đi mấy chị. Hàng xả nè cho nên còn đưa còn khang chút đưa lên sao. Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh. Beo 95kg hết rồi. Beo size L của Hồng Ngọc. Bộ beo size L của Thùy Dung. Chị Yên ơi gửi. Ừ đúng rồi. Gửi cái áo. Có mở ngoài đó có một cái bao áo nhúng nữa vô gửi cho Hương Bùi. Anh Tư ơi ngoài đó còn một cái bao áo nhúng nữa đưa vô cho em. Bùi là như vậy. 140. Size L của Thùy Dung, size L của Hồng Ngọc. XL của Thùy Dung, size L của Hồng Ngọc. Coi con Hồng Ngọc coi lộn nha. À coi thử ngoài đó không một cái bao áo nhúng. Một cái bao áo nhúng để vô đổi cho Hương Bùi cái. Rồi bộ sơ mi này nè chị Tú Huỳnh. Sơ mi gà vải không coi giảm mà rất là đẹp nha. Coi form nè chế coi form áo nè đẹp không. Kèm với quần tây nhưng mà quần lửng chị. Quần này may theo form quần tây mà quần lửng cho nên mang cái đôi giày 3 phân dễ thương lắm. Hoặc là đôi búp bê cũng đẹp nữa. Ở sau lưng có lưng vuông nhưng mà form quần tây rất là đẹp. Rồi chốt giùm em bộ xích trắng nha. Bộ này là 280. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ xích đen. Bộ xích đen thì 320 nè. Chị còn bộ vét quần đùi trên tay có hai sọc trắng ngay cổ tay. Bộ vét quần đùi. Chị còn bộ vét quần đùi trên tay có hai sọc trắng ngay cổ tay. Là bộ đó là áo khoác vét dài đúng không? Đúng vậy coi thử cái ship nào con. Ship nào. Anh nghe gì ok kìa anh ơi. Anh nghe trả lời cái gì ok kìa. Mà báo sao vậy? Không. Mùi chị Ngọc Trinh là cái này đúng không? Cái này hay là sao? Chị bộ vét quần đùi trên tay có hai sọc trắng. Không lấy cái bộ hồi nãy em lấy lên nữa. Bộ này đúng không? Hay là lấy cái bộ vét mà à là vét này phải không? Là vét vét tay ngắn đúng không Mùi chị Ngọc Trinh? Bộ này nhiêu rồi bên? Lấy bộ này thấy rồi. Rồi Mùi chị Ngọc Trinh lấy bộ nào? Máy gì mà lây làm gì cũng bị. Vết tay dài. Không phải bộ này. Ok. Sai gì vậy? Ít chưa hả? Lấy bộ vết tay dài tí là bộ nó 280. Đó ba đúng bao đó không? Do nó không tới nhà giao. Thôi nhắn tin đây. Tại gọi điện chị không bắt máy. Bộ vét tay dài mà không bị phải bộ đó không? Phải đúng bao không? Đúng.
kiếm trong này coi thử có cái bao nào áo nhúng mà đủ màu, có hoa, có đồ gì để đổi cho hương bùi cái em. Nè Bi đứng xong chưa? Đưa cho tí nó xíu phải cho bạch đi. Đứa thì làm tùm lum chuyện, đứa không có chuyện gì làm. Cái này là bộ xích đen nha. Đó xếp bộ đó bỏ vô đúng bao nha. Bây giờ rất là dễ lộn á. Rồi xếp bộ này. Bộ biết tay dài của Bùi Thị Hồng Tinh. Cái này đầm nhúng nó phải áo nhúng con. Kiếm cái bao áo nhúng hoa 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 hoa. Em bao áo nhúng là hoa xanh hoa xanh hoa đỏ đó anh Tư ạ. Hình như đưa anh Lòng hoa sao tí tí chị. Có cái bao đồ beo lên kho có thử có cái bao áo nhúng mà hoa xanh hoa đồ. Bao áo màu trắng màu bò màu màu đồ không. Lên kiếm cho kỹ nha, chạy lên trển xong chạy xuống kêu không có gì nha. Hai cái mày chuyên gia. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ sọc. À, bộ sọc 250. Em nói thiệt nha. Ok, cho em xem lại set đen lại nha. Set đen nào chị? Set đen mà áo với lại chân váy quần hay là set đen bây giờ? Em nói thiệt, em tức cái bộ này nó đẹp cỡ này mà mấy chị không mặc. Đây nè. Nè, nghĩ sao cái bộ giày mà mấy chị không mặc nè. Đây, vải áo thun hơi bị đẹp luôn. Bộ sọc nè mấy chị có cái tay nè. Cái tay không cũng đẹp nữa. Bộ này 250.000 kèm với lại form quần tay. Đây bộ giày mấy chị không mặc. Bộ sọc gì mấy chị không mặc. Rồi mấy chị mặc cái gì nữa mấy chị? Cái bộ ta trẻ mà ta sang cỡ này luôn. Mấy chị không mặc. Vậy mấy chị mặc cái gì mấy chị? Vậy mấy chị nghĩ thử mấy chị mặc cái gì? Mấy chị nói giùm em cái. Xếp đen quần xếp đen quần dài quần tay là cái xếp xích đen á hả chị? Áo xích đen hả? Áo xích đen con mới xếp cả bé. Chốt giúp giùm em bộ sọc 250.000. Tức cái bộ sọc đẹp dày mà không bán được em tức. Em nói thiệt cái đợt này coi như là may đồ theo hot trend luôn á. Nè bộ xích đen này nè chị Tú Quỳnh 70kg vừa chị Trần Ngọc Linh. Bên em lúc nào cũng có size 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Đây là bộ xích đen 320 nè chị. Phơm áo cũng đẹp nè. Phơm áo cũng đẹp mà phơm quần cũng đẹp. Vậy con kiếm xung quanh nhà cái bao nào áo nhúng là có hoa xanh hoa đồ tùm lum á. Nè chị Tú Quỳnh. Đây ha. Bộ này người ta gọi là bộ xích đen. Không, cái bao này là bao áo nhúng mới. Xuống dưới con, xuống dưới đâu có sao ta. Coi nhìn xung quanh nhà dưới có thử có không vậy? Áo nhúng mà có hoa li ti á. Xếp đen dây xếp size 3 thì con xếp này size 3. Ờ, nó có một bao luôn mà. Nó đủ, nó có màu à. Mà gì nhớ là coi trên kho á nha. Nó có màu. Không có lắm cái bộ con, nó đủ màu. Rồi đây, 320 của Tú Quỳnh nè. Rồi cái bộ ngày hôm nay về nè mấy chị vải đẹp lắm. Bộ này cũng có 4 size. Bộ này em cũng có 4 size nè mấy chị. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100 mà vải coi giảm êm lắm nha. Bộ này người ta gọi là bộ nâu. Vì nhớ là trên kho lấy bộ sọc của Trần Ngọc Linh size L. Trần Ngọc Linh size L. Hai trăm năm. Đây là bộ nâu quần dài, bộ này cũng 250.000 chị. Rồi em lên tiếp bộ đỏ cho mấy chị. Bộ đỏ cái form đồ đẹp lắm nha. Bộ đỏ form rất là đẹp luôn. Bộ đỏ 250.000. Lấy bộ sọc. Rồi cho em coi đưa đây. Lấy đây chị. Lấy bộ sọc xong rồi cho em coi. Cũng chưa hiểu là có chốt hay không. Đây chế. Ở sau lưng có lưng chung. Ở trước may theo form quần tay. Hai bên có túi đựng điện thoại nha. Hai bên có túi đựng điện thoại nha. Áo vải đẹp lắm. Mấy chị chốt cái bộ đồ đi, mấy chị nhìn vô cái vải, mấy chị cầm vô cái vải muốn xỉu luôn á mấy chị. Đây nè. Em nói mấy chị cái cổ với cái vải áo đẹp lắm luôn. Cái phơm áo đẹp bà cố nội luôn mấy chị, có cái tay áo nè. Vậy là mấy chị không mua những bộ này, mấy chị mua cái gì đâu không á. Rồi bộ đỏ. Đó. Không. Không chốt. Ok chị. Không phải. Coi trong góc cái thử còn con bé Lùng đứng dậy. Chốt rồi chị Linh, chốt rồi. Rồi đây là bộ đỏ nha mấy chị. Bộ đỏ cái dây cột nó hay lắm. Bộ đỏ cái dây cột nó rất là hay nha. Mấy chị lưu ý cái dây cột nè. Cái dây cột chút nữa em sẽ đăng hình lên cho mấy chị. Cái dây cột nó rất là hay và đẹp ha. Đây là bộ đỏ, coi mấy chị coi cái tay của bộ đỏ nè. Cái tay của bộ đỏ. Có đăng hình nhưng mà chưa đưa cái hình của con mẫu mà. Bộ đỏ này là ống hơi bát nha mấy chị. Bộ đỏ này là ống hơi bát. Lưu ý giúp em ha. Ống hơi bát nha các chị nha. Hai bộ này đều là 250.000 hết. Hai bộ này đều là 250.000 một
cố hát ha. Rồi lên tiếng. Cô ở trong đây có cái bao nào mà có cái áo hoa màu xanh không? Cái bao nào áo hoa màu xanh không? Nhớ chút nữa những cái đồ nào ngày hôm nay là từ nãy giờ đêm xuống mai là đêm đó hết nhà trơn nha. Không còn nữa. Còn em là em Ly trên kho. Bộ sọc của chị Thảo Châu XL. Bộ tới bên đồng mai bộ sọc của chị Thảo Châu XL. Chị Thảo Châu chị để cái bộ này đi sinh nhật đi tiệc rồi mang. Chị với đôi giày 3-4 con này nè. Kèm cái đôi giày kiểu này nè. Để em lên lò lấy ra. Đó đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi đây. Bé à. Đây. Đấy, hai cái hộp giày của dì á, mới mua về con đem hai cái hộp giày xuống đây, màu trắng trên kệ. Lên xét chín tóc có tay. Hổm giờ về toàn nè lên về xét vùng dài nè Nguyễn Kiều Vy. 250. Về xuống đưa chị Thảo Châu coi. Ủa mang gì vậy ông nội? Ông hổm giờ tôi đi đâu? Ở dịch từ đây đi ra chợ mua thịt mỡ gì làm, từ đây ra chợ mua hủ gì làm. Rồi đây ra chợ mua kim chi về làm. Đưa cho người ta coi cái giày đó tôi vẫn thích. Ông nội hiểu không? Ấy thì ông nhắc mình đi mua giày á. Ông sợ em đi bán. Ông sợ em nhìn ổng em bán. Em bán rẻ không? Ông ngộ. Quỷ chồng với quỷ sứ. Tôi nói tôi không ưa nẩu. Tôi không thể nào ưa nẩu được. Rồi em lên bộ sơ mi cho mấy chị. Em lên bộ sơ mi 350 ngàn cho các anh chị. Áo sơ mi kèm với lại quần tay dài ha. Bộ này là 350 là các chị à. Nhưng mà bộ này form đẹp lắm. Em nói mấy chị nghe là form đẹp tuyệt vời luôn. Em mà sao tự nhiên trên ở ngoài này nó lại có giày size 40. Nó ghi là 39 nhưng mà chân em 39.5 mang vẫn còn rộng nè mấy chị. Ra cái thằng Juno này mua. Em lắm. Em cực kỳ mấy chị mềm em mang mới được. Đôi này nè. Mà mấy chị đừng mua đôi này. Mấy chị mua đôi này nè. Hồi nãy mà mấy chị mua cái bộ sọc với cái quần dài ống rộng hai bây cùng đã tán chút nhẹ hai bây giờ. Ông nghe coi thử em có bán không rồi trời ơi đây nè. Nè chị Thảo Châu mua cái đôi này nè chị Thảo Châu. Mua cái đôi này nè chế. Nó rẻ lắm mấy chị, nó rẻ lắm. Thiệt. Không mà đẹp. Mang mấy cái đôi ống rộng mà hổm giờ để dành mấy bộ đồ này chưa được ra đường luôn á. Hổm giờ nó để bộ đồ sọc này cho nó chưa vậy ta. Chưa rồi. Chưa. Rồi bên này lấy bụi xay XL bỏ cầu thang tao tán mặt mày nhau luôn. Mày này. Không hiểu gì hết. Mày tán chết mẹ mày liền á. Cái bộ này mai mốt em đi khách nè. Để sàn ngày mai ngày mốt bữa kia gì đó hoạt động. Nói chung là để từ từ nó hoạt động bình thường lại rồi mình sẽ xuống Bích Thủy nha. Rồi lên bộ sơ mi cho mấy chị nè. Bộ sơ mi là 350 ngàn nha. Rồi đưa đồ vô tiếp tí ơi. Kéo cái bao đồ này xuống là cái con lùn kia, con lùn calamit kia. Con lùn calamit. Cái mày là cái gì lùn? Nè anh ơi, đổi cái áo này cho chị Hương Bùi lấy hàng về thu ship 20 ngàn. Hương Bùi. Rồi bộ sơ mi 350. Có 8 lần chưa lần. Kéo bao sơ mi xuống mày. Nè chị Tú Quỳnh. Đây. Bộ sơ mi trắng, trời ơi em nói mấy chị cái vải nó đẹp mê hồn cận luôn. Coi trúng cái tay live stream rồi con. Vải của cái bộ sơ mi này nó đẹp lắm, kèm với quần tây cũng đẹp nữa. Kèm với quần tây nhức nhói luôn mấy chị. Kèm với quần tây trời ơi đê mê luôn. Ha, quần tây form dài nha. Bộ này 350 ngàn quý vị. 350 ngàn bộ sơ mi quần tây áo trắng nè, xếp lại đẹp đẹp vậy. Bộ sơ mi quần tây áo trắng xếp lại đẹp đẹp. 350 ngàn bộ sơ mi quần tay áo trắng. Bỏ chung được. Đúng rồi, tay XL chế. Bỏ chung được. Bỏ chung được. Dạ, tay XL chế. Ngày mùa vui phơi phơi. Tèo 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 tèo. Rồi bộ này 240 ngàn nè. Chế nào chưa chốt bộ hồng ruốc, chốt giùm em hồng ruốc. Hồng ruốc nha quý vị nha, hồng ruốc. Hồng ruốc 240 ngàn hồng ruốc dễ thương lắm má ơi. Ta nói dễ thương cực kỳ luôn má ơi. Đây nè. Hồng ruốc 240 ngàn hồng ruốc. Chị nào chưa chốt hồng ruốc chốt lên giúp giùm em hồng ruốc ha. Rồi chốt giùm em xanh hoa. Trời ơi cái vàng trên lầu 3, lầu 2, lầu 3 chưa like.
chọt ra, đã may trừ hao hết rồi. Chốt giùm em bộ lụa xanh, bộ này 240.000 lụa xanh. Lụa xanh 240.000. Mấy chị có coi em live stream không? À xin lỗi, bộ lụa xanh 220.000, ăn da không được bỏ. Rồi giờ lên tiếp cho mấy chị nha. À lên tiếp cho mấy chị bộ này. Bộ này là quần chín tấc nha. Chốt giùm em bộ xanh hoa vàng. Xanh hoa vàng kèm số ký mấy chị ơi. Xanh hoa vàng kèm số ký nha. Xanh hoa vàng kèm số ký, bộ này 220.000. Cho bộ này XL chút mặt hổ vậy. Chưa. Thấy không? Bi mà nó còn nhắc ủa chưa có hả? Chưa. Thấy Bi mà nó còn nhắc không? Nghe chưa lùng? Mày không có biết thương hoa tiết ngọc gì hết trơn á trời. Anh ơi để đi hương mùi lại nha, để trưa mai vô đi chị, trưa mai em like chưa? Trưa mai vô em lên áo phun thái nha, sáng mai em cố gắng dậy sớm không cỡ 11 giờ em like. Rồi chốt giùm em bộ hồng nha mấy chị, chốt giúp giùm em bộ hồng. Bộ này 220.000, trời ơi mấy bộ này ở nhà mặc sướng lắm mấy chị ơi. 220.000 bộ hồng xếp, bộ hồng chữ A, bộ này là 220.000 nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ vàng. Bộ vàng là 200 nhiêu ngàn, 250.000 bộ vàng quần dài áo xích ly. Bộ này nguyên bộ đẹp lắm. Anh ơi kiểm tra tí, đứng lại vậy kiểm tra làm gì? Cái bill của Cẩm Tú vậy? Bill Cẩm Tú trẻ gửi trẻ lại coi thử có không? Kiểm tra coi thử cái này của Cẩm Tú. Bộ đây là bộ nhúng nè. Bộ này bộ nhúng mà quần dài nha mấy chị nha. Bộ này bộ nhúng quần dài rất là đẹp nè. Ha? Bộ này bộ nhúng quần dài. Của ai vậy? Khánh Vân không phải. Vậy là chưa có hàng rồi Cẩm Tú. Coi thử mấy cái cục hàng gửi gì là để trên kệ sắt hết rồi nha. Coi thử Cẩm Tú có chưa. Rồi nghỉ đi mấy chị. À, coi thử hàng nào đi được đi, còn không đi được mốt đi hàng luôn anh. À, mai chủ nhật hả? Ủa mai chủ nhật hả? Rồi mai chủ nhật gặp nhau đi xả áo thun cho mấy chị nha.